Ai cũng có sai lầm và thôi chắc Hunter bạn đấy, biết đi. Caro là bán nhà. Thôi mà. Người ta bảo ai cũng có lúc có sai lầm mà. Đúng rồi, thấy lần nào chị ra anh tin bậy cũng bán nhà tới bậy. Why? Chúng ta còn là đúng giáo sư chơi được không biết? Đúng gì? Giáo sư được chơi không? Không. Không không không. Kỳ thế, giáo sư mạnh phải không cho chơi. Mạnh quá. Lụm sao mà sẽ được vào rồi mà giáo sư. À tụi thức ghe á, lụm cái gì, lụm cái pha lê xong rồi 10 giây được điều khiển hồ sơ. Bị nét nó xuống rồi. Phá quá rồi. Tự thức ra được vào rồi giáo sư. Nhưng mà cái con đó nó mà đi vô, nó mà bị nét là vô đây là nó như bình thường á, nó như bây giờ luôn á. Lụm như cái cầu sao lại như bây giờ luôn. 5 giây. Chị mới đổi bản sang bản 912. Phun mất dấu chân. Đúng vậy. Đúng. Thấy không? Ai nói rồi chị ra sau này chị nhúng anh. Hả? Là sao? Là mồ côi chị. Ủa sao lại mồ côi? Mồ côi. Không, ý là dạo này em tính làm em tính chơi thêm con cá để thêm một man hunter nữa để chém bị ban ấy. Ừ. Thì em có tính chơi bạn 912. 912 hả không? Cá bị ban nhiều nhất rồi. Mi điên à? Cá mà 912 làm gì? Ủa chị ăn gì vậy? Chị vừa nói con Ada, chị chỉnh kinh sang 92. Mày điên rồi mà. Ủa, cá 92. À, trời ơi, em có còn mắt rõ đâu chị. Cá, ủa, em còn mắt đỏ em... ở dưới, em thử chơi. Bà đang mắt nói đỏ. Survival, bà không nói Hunter. Ủa? Ê, đang nói Survival kinh nè, Tarot nè. À. Chị nghe không mà chị bán nhà mà sao chị còn nghe vậy? Rồi, nhánh mồ côi. Rồi, nhánh mồ côi là nhánh gì? Sao lại gọi là nhánh mồ côi? Đâu ai được. Cái gì đó? Thì tại không có ba. Thì không có ba thì mồ côi thôi. Chốt mà lắm. À, không có ba là mồ côi hả? Nó đang ở xưởng nha chị, nó đang ở xưởng nha. Ok. Đừng để nó đánh, đừng để nó đánh, nó không tìm thấy chị. Phải rồi, tụi nó nhà gỗ. Ừ. Thôi, nó thấy con mỹ nhân rồi. Thì đừng để nó đánh là nó không nhìn chị. Ôi, ra cái kim tiêm. Hay khởi cầu đi. Lượm đồ đi Adam. Rồi thôi. No. Phải rồi, nó về trong góc đây luôn hả? Được mà, nó bốn tượng bốn phía mà. Không, tôi thấy rồi đó. Tôi đang tìm hôn thấy chị rồi đó. Thấy vua rồi, ai rồi. À Lục cứ chỉ đồ đi, chỉ mới được cái kim tiêm thôi. Nhiều tượng thế. Nhìn nó tượng. Ai ở đây? Nó chơi 3 giờ. Sao bên chậm đi. Ai ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, quay cam, quay cam. Đây con phô quất lục đồ cho bả miếng luôn đi. Ờ, lục cho miếng nữa. Cái hòm giữa lục còn có 1 chấm nữa. Để dùng đi. Đánh trúng chị rồi. Siêu lâu thế. Mẹ các em ơi. Trời ơi má, thằng Hunter. Cái thằng Hunter, thằng Kinh bên đó chị ghê vãi. Chị bỏ. Chị bỏ cái gì xuống chị. Chị bỏ. Ở đâu rồi chị? Nó nhà gỗ thì phải. À không, nó ra giữa mác rồi. Cái bọc đầu thế á? Chị biết rồi. Ồ, lát thôi. Thôi để đồ thì bán. Hay à. Để đồ nhưng mà tí mua cái gì ship. Mua quà ship anh. Ồ. Ôi, rồi. Game lát thôi. Ôi. Chị chưa đủ tiền, chị chưa đủ tiền. Cháy rồi đổ phải lá. Em không bị... anh, nãy giờ anh bị giật mấy lần luôn ấy. Đang kiểu cứ đang chạy tao rồi bị... Cô gái ra cái cầu đi, cô gái ra cái cầu đi. Lấy cái cầu đi. Lấy cầu đi cho con tâm lý nó có thêm máu chứ. Không, cầu còn bao nhiêu mới mở được nữa. Bao nhiêu mới mở. Ủa sao nó biết mình vậy? Tại vì cái khoan 3 lần lắm. Ôi, khó quá. Bắt được nó lên trên chưa vậy? Chưa. Hút đi. Chị ơi, chị cho em đựng nhá. Chị cho em đựng nhá.
Còn phải găng tay này. Rồi rồi, thì chị đang có quả bóng. Lượm cầu đi, lượm cầu đi, lượm cầu đi. Này này, chú mày lượm. Chị đi đây, xa, xa cái quá. Xa cái găng tay quá. Kệ đi, bà lượm cầu là bà có máu rồi. Cứ lượm cầu là có máu rồi. Ui, không được, nhiều tượng quá, không né được. Chị ăn ơi, chị đâu? Chị ở góc map, còn nó còn stress này. Hình như xe mình hồi á. Má biển hiệu gì? Cái xe mình nãy nó dùng rồi. Con dán bự phải chưa ngay. Chưa. Còn chưa. Nhiều tượng quá. Dán là dán hôm qua. Nó bỏ cầu thang tuần này nè. Nó xé. Cái xe mình nữa. Thì nó xé. Nó xém ngay vô phòng anh hai tối hôm qua. Mới lên ghế lần đầu thôi mà. Chỗ nào cũng lên ghế. Em làm cái gì vậy Adam? Em vừa làm okay. Cái gì vậy Adam? Không, không sao chị đang có máu ảo chứ. Ừ, vẫn đang còn máu ảo à. Ủa? Nè, bác cái súng đâu rồi. Đây? Súng của ai đây? Súng của ai? Lấy đi. Ủa? Ủa? Đây là một hộp súng. Em bắn hộp súng của kìa. Ủa? Ủa? Chị trước nữa. Ơ kìa em, súng của em. Trên tụi Adam cứu xong được chị quá nửa rồi. Em nhớ em heal rồi mà. Rồi. Bạn mình thua rồi. Mình thua rồi Cairo ạ. Nó không cứu được chị trước nữa. Em nhớ em cầu em heal rồi mà ta. Heal rồi nhưng mà tự thấy. Ok. Phải nổi má nó bê bê cho lên rượu rồi. Rồi cứu chị đi. Em bắn súng, em heal luôn thằng kia. Cô bắn súng lại đi, sắp chết rồi chị. Cô gái, thằng này sắp chết rồi. Nó đang cố chạy qua do kinh nó bóp kìa. Giờ mày ở xe team mày lắm, giờ chỉ có thằng mày đó kế bên mày thôi. Ai bấm nhầm nữa. Sao rồi? À, tèo nó sụt. Ủa chưa hả? Ủa chưa. Chị lên cái lần cuối rồi đây này. Bắt đầu. Hay quá. Giờ em chớ một cây súng này á. Gì vậy? Hay không? Mẹ mày. Đánh chị tao. Đánh chị tao thì không đi được đâu con ạ. Nhưng mà chị phải cố sống đến lúc em dậy nha. Ừ, chị đang cố. Cầu khó chứ ta. Có rồi, cũng có rồi. Ôi khó quá, khó quá. Có rồi. Làm gì vậy? Có lính hơi hay, Thắng rồi. Và là tỷ tượng nhiều quá. Đấy, đầu game nó bị gì? Tượng nhiều quá. Cứ